Mình xin chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn là các cái loại xe cổ của Pháp nè. Đây là nhưng mà cái này chiếc này là của Mỹ chứ không phải của Pháp, mà nó là trong cái chắc cũng rất là nhiều người biết cái chiếc này nè. Đó, cái chiếc này là chiếc hồi xưa mình nghĩ ai mà có sống trong cái thời chiến tranh là đều đều biết cái chiếc xe này. Chiếc này là chiếc cái xe Jeep hồi xưa nè. Đây là những cái chiếc xe xe cổ, xe này cái dạng thể thao, đây cũng vậy. Đó, rất là nhiều xe cổ luôn cả nhà, có nhiều chiếc xe mình nghĩ mình chỉ thấy mình đôi lúc mình coi phim thì mình thấy, rồi ở đây hả nó cũng mắc tiền lắm đó cả nhà ơi. Người ta sưu tầm, người ta hôm nay đã ngày người ta đem ra đây để nó trưng bày, để nếu mà có ai mua bán trao đổi gì đó thì người ta mua bán, người ta trao đổi. Hôm nay mình đi chơi nè, mình đi nó cái bờ biển nè, xong cái mình thấy nó có cái hội chợ để triển lãm những cái chiếc xe này nè, thấy người ta mua vô đông nên là mình ghé mình coi thử, mình mới quay lại để chia sẻ với cả nhà, để cho cả nhà cùng cùng chiêm ngưỡng những cái chiếc xe thời cổ. Chiếc xe này thật xưa dữ. Đó, năm 1973, sản xuất năm 1973. Có nhiều chiếc xe mình nhìn thấy nó đơn giản vậy thôi nhưng mà nó mắc tiền lắm á, mắc tiền vì nó là đồ cổ. Đây năm 1964. Đó, chiếc xe này cũng lâu năm mà nhìn nhìn kiểu dáng mà thấy biết. Xe này là nhìn thấy trong phim mà hồi thời xưa đó, thời Pháp á, thấy trong mình coi mấy cái phim thời xưa đó là hay có chạy mấy cái xe này cái trong cái nhà quý tộc rồi á. Đó, đây là chiếc xe đua mà Monte Carlo, là cái xe đua thể thức một xưa. Đó, mấy chiếc xe này nhớ quen quen ở ở Việt Nam mình hồi xưa nhớ mình có thấy ở Việt Nam mình. Đây thế nào, cái dạng xe như thế này nè, thấy vậy chứ mắc tiền không cả nhà. Tại đây
Nói chúc cả nhà một ngày mới thật nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà video tới. Đừng quên nhấn đăng ký, like, share để ủng hộ kênh. Xin chân thành cảm ơn.